3,8 điểm trên trang IMDb, 17% điểm trên trang Rotten Tomatoes là những con số phản ánh đúng chất lượng của kế hoạch đào tẩu 2, Địa ngục. Và tại Việt Nam, bộ phim đã có những suất chiếu đầu tiên vào ngày 28 tháng 6 trước khi được công chiếu chính thức vào ngày 29 tháng 6. Sau phần 1 thành công vang dội vào năm 2013 thì nhà sản xuất của Escape Plan đã quyết định thực hiện tiếp phần 2. Và thật sự đáng tiếc khi phải nhận xét rằng tập phim này đã khiến cho thương hiệu của Escape Plan đi đời với nội dung tệ hại và được thực hiện với mục đích câu kéo khán giả Trung Quốc như nhiều tác phẩm Hollywood khác vài năm trở lại đây. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục review của Dạp Chiếu Phim. Trước khi bộ phim được ra rạp thì kế hoạch đào tẩu 2 Địa ngục được giới thiệu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với phần 1 khi Dre Breslin buộc phải vượt mặt được hệ thống an ninh hiện đại bậc nhất của nhà tù Hades cùng với đội cai ngục là những con robot cực kỳ thông minh. Vậy nên khán giả vô cùng kỳ vọng sẽ được thưởng thức màn vượt ngục đỉnh cao, lột tả được hoàn toàn trí tuệ và khả năng siêu việt của Ray và đồng bọn. Thế nhưng những gì khán giả được thấy chỉ giống như một trò đùa con nít không hơn không kém. Mở đầu của bộ phim khá dài dòng khi kể về một câu chuyện lằng nhằng rắc rối của nhóm nhân viên dưới quyền của Ray khi thực hiện một nhiệm vụ giải cứu con tin. Cuối cùng thì một thành viên bị đuổi khỏi nhóm, một thành viên được cho nghỉ dài hạn để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần trước khi quay trở lại nhận nhiệm vụ mới. Khoảng thời gian từ khi phim bắt đầu cho đến khi nhà tù Hades chính thức xuất hiện tốn khá nhiều thời gian, đồng thời cũng xuất hiện một số tình tiết thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng đến nội dung của bộ phim. Và từ khi nhà tù Hades chính thức lên sóng cho đến lúc Ray đặt chân được vào nhà tù, thì thời lượng của phim đã trôi qua gần 2/3. Vậy nên nếu bạn đến rạp và trông chờ màn vượt ngục ấn tượng của Ray, bạn sẽ phải ngồi nhấm nháp gần hết bịch bỏng ngô thì Ray mới mò được đến nhà tù. Tất nhiên, và sau khi Ray đến nhà tù thì bạn cũng đừng hy vọng quá nhiều lão tướng sẽ mang đến những cảnh đấu trí cân não để tìm đường thoát thân. Bởi vì nhân vật chính của phần này không phải là Ray mà là người cộng sự của ông, Suren, một người đàn ông đến từ Trung Quốc và có đến 60% thời lượng phim dành cho Suren. Đó là lý do vì sao Dạp Chiếu Phim nhận xét đây là một bộ phim hướng đến thị trường tỷ dân màu mỡ. Thậm chí đến bộ quần áo và giày cho tù nhân trong một nhà tù ở nước Mỹ lại đặc sệt văn hóa của người Trung Hoa. Và để nhận xét về kịch bản của bộ phim thì thật sự chỉ có thể nói rằng kế hoạch đào tẩu 2 quá tệ. Những tình tiết trong phim diễn ra chậm chạp, không có cao trào, thiếu tính logic, vô lý và rất khó hiểu. Tất cả đã biến bộ phim trở thành một mớ hỗn độn với những nhân vật tỏ ra rất nguy hiểm nhưng thực chất chẳng có gì đáng sợ. Một nhà tù được tạo ra để tù nhân thách đấu với nhau. Ai thua thì không có cơm ăn, người thắng thì được tận 2 giờ đồng hồ trong phòng nghỉ dưỡng để đọc sách, vẽ tranh, một thú vui thật tao nhã. Và thậm chí là cái kết của bộ phim cũng rất dị khi số phận của các nhân vật trong phim không được rõ ràng. Một số nhân vật dường như xuất hiện để chết mặc dù khao khát thoát ra bên ngoài đến cháy bỏng, một số lại bị bỏ quên không biết sống chết ra như thế nào. Vai chính của Escape Plan 2 được chuyển sang cho nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và có vẻ như đây là một bộ phim dành riêng cho anh. Thế nhưng với những gì Huỳnh Hiểu Minh thể hiện thì có vẻ như anh chàng vẫn chỉ là một túi cơm cao ráo trong mọi tình huống, dù rằng bị phản bội, bị đe dọa mạng sống thì mặt mũi anh vẫn tỉnh bơ đến phát chán. Giá như kỹ năng diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh tốt hơn một chút nữa thì bộ phim này sẽ có một chút khởi sắc, nhưng anh đã hoàn toàn không làm được điều đó. Tài tử Sylvester Stallone vẫn đảm nhận vai trò Ray như phần trước, tuy nhiên với phần này thì đất diễn của ông ít hơn nên ông chưa bộc lộ được hết khả năng diễn xuất của mình. Tuy nhiên khán giả có thể dễ dàng nhận thấy dù tuổi đã cao nhưng gân cốt của diễn viên này vẫn rất tốt. Ngoài ra thì các diễn viên khác trong phim có thời lượng xuất hiện quá ít đến đáng thương nên diễn xuất không có điểm gì tạo được ấn tượng với người xem. Hình ảnh của Escape Plan 2 thực sự không khá khẩm hơn so với nội dung của phim là bao khi nhà sản xuất không tập trung đầu tư cho phần hình ảnh và kỹ xảo. Ngay từ đầu của phim, khán giả đã có thể dễ dàng nhận thấy phần kỹ xảo ảo tung trào với cảnh cháy nổ cực kỳ giả tạo. Những cảnh chiến đấu tay đôi giữa các nhân vật trong phim thì nhanh đến chóng mặt, không thể nào quan sát được đánh nhau ra sao khi chỉ có một người gục xuống mới biết ai là kẻ chiến thắng. Mặc dù hình ảnh không tốt nhưng âm thanh của bộ phim lại được xử lý cực hay và đây được coi là điểm sáng duy nhất của Escape Plan 2. Toàn bộ âm thanh trong phim từ tiếng súng, tiếng bom cho đến âm thanh khi truyền xung điện vào người được diễn tả cực kỳ chân thật. Kế hoạch đào tẩu 2 Địa ngục tiếp tục là một bộ phim bom xịt nữa của Hollywood khi lạm dụng quá nhiều yếu tố Trung Quốc vào một bộ phim và nó khiến cho tác phẩm này mất đi sự hấp dẫn ban đầu được kỳ vọng bởi khán giả. Hiện nay thì bộ phim đã được công chiếu tại tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Rạp Chiếu Phim. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại.